Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là buổi tối ngày thứ sáu như thường lệ thì chúng ta cùng ngồi lại để cùng nhìn nhận lại thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một vài cái đánh giá xu thế thị trường trong tuần tới. Thế thì kết tuần thì như anh chị chúng ta cũng đã biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giảm điểm rất là mạnh, tương đối là mạnh. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng quỹ ETF đã cơ cấu suốt từ thứ hai cho đến ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta sẽ đã kết thúc một cái đợt cơ cấu của quỹ ETF. Thế thì sau cái tuần này thì dự kiến trong tuần tới thì sau khi mà các quỹ cơ cấu xong thì thị trường của chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ đi vào ổn định hơn, mọi thứ nó sẽ đi vào ổn định hơn. Thì trước khi mà chúng ta đi vào đi đi vào phân tích thị trường chứng khoán thì trong tuần vừa qua cũng như nhận định tuần tới thì Hùng có một số các cái ý đề cập ở trong cái bản tin như sau. Thì cái thứ nhất đấy là trong một số các bản tin trước thì Hùng đã đề cập đến cái chu kỳ tốt nhất 10 năm của nền kinh tế trên thị trường chứng khoán thì nó đã rơi vào năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Và 6 tháng cuối năm 2018 thì thị trường của chúng ta đã ở bên kia sườn dốc. Và cái việc ở bên kia sườn dốc thì nó song trùng với lại cả những cái chu kỳ của thị trường chứng khoán thế giới. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ thì trong các bản tin trước thì Hùng đã lồng cái biểu đồ VN Index của chúng ta vào biểu đồ chứng khoán Mỹ và biểu đồ chứng khoán một số các cái chỉ số của chứng khoán châu Á. Và việc vì ở bên này sườn dốc rồi nên là việc chúng ta tìm kiếm lợi nhuận ở trên thị trường chứng khoán sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Nó sẽ không thuận lợi như là 6 tháng đầu năm 2018 và nó không thuận lợi như là cả năm 2017, đúng không ạ? Năm 2017 chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán của chúng ta là một năm mà cực kỳ thăng hoa. Thì chúng để nhận biết được cái điều đó thì Hùng Lê cũng nhận định ở trên một góc độ cá nhân của Hùng Lê thôi. Đấy là chúng ta có thể xem xét một số các cái mã cổ phiếu lớn, một số các cái mã cổ phiếu có nền tảng tốt thì gần như bây giờ là đã nằm ở bên kia sườn dốc. Ví dụ như là cổ phiếu ngành thép, ví dụ như HPG, hoặc là ví dụ như là Hoa Sen, hoặc ví dụ như là SKG đúng không ạ, hoặc là Cô Tích Công, rồi Vietcombank, rồi Công Thương, rồi một số các cái cổ phiếu của ngành ngân hàng. Thì rõ ràng một điều là sau khi mà đạt được cái đỉnh cao nhất trong năm 2017 và nửa đầu 2018 thì các cổ phiếu hiện tại bây giờ đã không thể, tức là các cái nhịp hồi phục không thể lấy lại cái mốc mà cổ phiếu đã thiết lập được. Thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái mã cổ phiếu đơn 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 lẻ đơn 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 lẻ đó nó sẽ phản ánh Incoming trước và sau đó thì cả cái thị trường của chứng khoán thì sẽ phản ánh sau. Thì đấy là Hùng đang tiên lượng trước một cái đường đi sắp tới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì Hùng đánh giá rằng là cái việc mà chúng ta tìm kiếm lợi nhuận là nó sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Cái việc thứ hai Hùng muốn đề cập đến ở trong bản tin này đấy là chúng ta cũng có thể thấy là cái việc bắt bớ thì rõ ràng là trong tuần vừa qua đúng không ạ? Trong tuần vừa qua thì ngày 18 tháng 12 2018 thì Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam ông Đỗ Văn Khạnh, tức là nguyên là tổng giám đốc của PVEP. Thì rõ ràng một điều là cái việc bắt bớ bây giờ thì nó không gây sốc như là ngày xưa, đúng không ạ? Ví dụ như lúc Bầu Kiên bị bắt thì rõ ràng một cái điều đó là nó rất là bất ngờ và dẫn đến là thị trường chứng khoán của chúng ta sập và sập không phanh không không phanh và cứ như thế nối tiếp nhau. Nhưng mà cái việc hiện tại đến bây giờ thì những cái nhân vật bị Bộ Công an khởi tố, ví dụ như ông Trần Bắc Hà chẳng hạn, thì ông Trần Bắc Hà cũng là một trong những người là có tên tuổi tại ngân hàng BIDV. Và 2 năm về trước thì chúng ta cũng đã thấy rằng những cái tin đồn đoán rằng ông Trần Bắc Hà bị bắt, ông Trần Bắc Hà liên quan đến pháp luật, thì lúc đó thì báo chí và thậm chí là ông Trần Bắc Hà cũng đã xuất hiện để nói rằng đấy là thông tin đồn rồi vân 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 vân, tức là nó đã có những cái bản nháp ở đằng trước và sau này thì nó mới thực hiện. Và rõ ràng là khi mà cái tin ông Khạnh bị bắt thì dẫn đến là PVD đúng không ạ, đã có một cái phiên sụt giảm. Các anh chị cứ xem lại trong phiên đó, PVD có một phiên sụt giảm rất là mạnh. Và việc PVD sụt giảm thì nó cũng sẽ kéo theo ở ngành dầu khí,
Những cái thông tin mà hiện tại ngành dầu khí đang yếu bởi vì giá dầu thế giới đang giảm, cộng với những cái thông tin như thế thì nó sẽ tác động vào thị trường chứng khoán. Và hiện tại thì Hùng thấy là nguyên rất nhiều các lãnh đạo cũ, ví dụ như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố, và một số các lãnh đạo ở các tỉnh thành khác liên quan đến vi phạm thì cái việc mà chống tham nhũng của nhà nước ta là đang làm rất là mạnh. Và cái việc đó thì Hùng cũng đang tiên lượng là sẽ có thêm những cái nhân vật đình đám, sẽ có thêm những cái nhân vật đình đám mà sẽ bị khởi tố, không sớm hay là muộn thôi, chắc chắn là như thế, bởi vì là cái lộ trình đó là một cái lộ trình không thể thay đổi, bởi vì là chúng ta cũng biết được rằng là ông Trần Bắc Hà là ai, rồi tất cả những cái bộ máy hoặc là tất cả những cái mà đã làm sai phạm ở trước đây thì chắc chắn là sẽ bị khởi tố. Thì cái việc mà chúng ta bị những cái cán bộ nguyên là lãnh đạo ở các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp đó, doanh nghiệp nhà nước bị khởi tố như thế thì đấy là những cái yếu tố thiếu tích cực sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Thì đấy là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cũng sẽ phải tiên lượng ở những cái khoảng thời gian sắp tới của thị trường chứng khoán. Kỳ thứ ba Hùng muốn đề cập đến ở trong bản tin video số 39 đấy là chúng ta cùng 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 nhìn lại thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á. Thế thì rõ ràng một điều là từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền thì thị trường chứng khoán Mỹ đã có một quãng thời gian tăng giá, và phải nói là một quãng thời gian cực kỳ thăng hoa của thị trường chứng khoán Mỹ. Và kèm theo đó thì khi mà thị trường chứng khoán Mỹ tăng thì thị trường chứng khoán châu Á cũng cũng tăng theo. Tuy nhiên là thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó lại lại đi ngược với xu hướng, tức là có nghĩa là khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm thì thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngang, lình xình hoặc tăng rất là ít. Nhưng ngược lại khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm một cách rất là mạnh thì thị trường chứng khoán của chúng ta lại bị tác động cực kỳ mạnh. Thì đấy là Hùng thấy một cái điều nó khá là vô lý. Đó, nó khá là vô lý. Và chúng ta thấy rằng là khi thị trường chứng khoán Mỹ đã có một cái chu trình, có một chu kỳ tăng mạnh như thế thì cái việc thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh đấy là câu chuyện bình thường. Trong khi đấy thị trường chứng khoán của Việt Nam thì lại có những cái tác động thực sự không là tích cực. Đấy là khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng thì chúng ta không tăng, nhưng khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm thì chúng ta giảm theo, và giảm gọi là giảm rất là mạnh. Thì đấy là một cái ý thứ ba. Một cái ý thứ tư muốn đề cập đến đấy là sau cái hội nghị G20 thì căng thẳng thương mại Mỹ Trung tạm thời được xoa dịu, và phía Trung Quốc thì cũng đang tăng những cái lượng hàng nhập khẩu nông sản từ phía Mỹ. Và cái việc là có 90 ngày, tức là 3 tháng để soạn thảo, để đàm phán giữa cuộc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, thì đầu tháng 1 2019 đây sẽ là một cái cuộc họp mà hiện tại thì chúng ta cũng chưa có nhiều thông tin, và cái kết quả đạt được như thế nào thì chúng ta cũng khó có thể tiên lượng được, bởi vì bản chất thì là Donald Trump là một người rất là thẳng tính, và cái khẩu hiệu của Donald Trump là nước Mỹ là trên hết, vì vậy ông sẽ làm tất cả mọi thứ vì nước Mỹ. Và cái việc như thế thì rõ ràng một điều là trên bàn đàm phán thì không thể là ông Donald Trump sẽ chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Và chỉ có điều là phía Trung Quốc có nhượng bộ hay không, thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ còn cần phải chờ. Và cái ý thứ năm Hùng Lê muốn đề cập đến ở đây đấy là cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Tâm lý hành vi của nhà đầu tư thì rõ ràng một điều là hiện tại thì chúng ta là những nhà đầu tư thì rõ ràng một điều là chúng ta tham gia rất nhiều nhóm, đúng không ạ? Chúng ta ở trên mạng. Bây giờ là một cái kênh thông tin mở thời đại công nghệ 4.0 thì các anh chị có thể tham gia ở rất nhiều nhóm, ở trên nhóm Facebook, trên nhóm Zalo hoặc trên YouTube. Và khi các anh chị chúng ta tham gia nhóm thì cái tâm lý hành vi của chúng ta là gì? Thì Hùng muốn đề cập đến ở đây có nghĩa là chúng ta tham gia nhóm thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để cùng trao đổi thông tin với nhau. Cùng trao đổi thông tin với nhau ở trong nhóm. Ví dụ như một cái bạn A, bạn ấy có một thông tin về một doanh nghiệp nào đó thì bạn có thể post lên. Thì như thế là 100 người, ví dụ nhóm có 100 người chẳng hạn, thì 100 người đó sẽ có được cái thông tin của bạn A, thay vì là chúng ta phải đi đào, chúng ta phải đi tìm. Thì đấy là những cái lợi ích mà nhóm mang lại, hoặc là có những cái khuyến nghị. Đấy, ví dụ như là nhóm của chúng ta thì có một cái nhóm là TVSI 01 Chiến binh Samurai. Đây thì hiện tại đang có 95 anh chị thì tham gia, thì vẫn một điều có nghĩa là
Khi mà chúng ta tham gia nhóm thì cái mục đích của chúng ta là gì? Đó, các anh chị phải xác định cho mình được cái mục đích, đó là chúng ta học hỏi. Mục đích đấy là chúng ta lấy những cái thông tin ở trên nhóm đó để đưa vào cái quyết định đầu tư của mình. Còn cái quyết định đầu tư của mình đấy là của mình chứ không của ai cả. Đó, các anh chị phải xác định được cái điều đó và mình phải trang bị cho mình một cái kiến thức để làm sao mình tổng hợp những cái thông tin ở trên nhóm để mình đưa vào. À, ví dụ như là cái cổ phiếu A, đúng không ạ? Tôi thấy cổ phiếu A ok rồi. Trên nhóm nói những phân tích như thế là đúng, có những thông tin như thế là tích cực. À, thì tôi sẽ kỳ vọng là tôi sẽ mua cổ phiếu A ở giá 15 hay là 15.2 hay là 15.3 vân vân và vân vân. Thì đấy là kỳ vọng của từng nhà đầu tư. Đó, chứ chúng ta đừng có kỳ vọng rằng là chúng ta vào nhóm là chúng ta sẽ đầu tư thành công, vào nhóm là chúng ta sẽ tìm được những cổ phiếu tốt, vào nhóm là chúng ta sẽ bất bại ở trên thị trường. Không có cái câu chuyện đó. Cái nhóm nó rất là hay, đó là một người có thông tin thì cả nhóm có thông tin, và để giúp share những cái thông tin đó. Và cái việc mà Hùng Lê lập nên một cái nhóm như thế này thì cũng là mục đích để giúp cho tất cả những thành viên ở trong nhóm, có thông tin, chúng ta cùng trao đổi, cùng bàn thảo về một cổ phiếu A, cổ phiếu B, cổ phiếu C. Và khi mà chúng ta bình luận được như thế, chúng ta có nhiều các ý kiến cá nhân của các anh em, thì nó sẽ xây dựng nên thành một cái nhóm. Nó sẽ tốt, cái nhóm đó nó tốt hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân ở trong nhóm đó. Tức là mỗi người đều có một cái ý thức xây dựng nhóm, mỗi người đều phải có một cái ý thức là tìm tòi những cái thông tin, tìm tòi những cổ phiếu tốt để chúng ta post lên nhóm để tất cả anh em chúng ta cùng tham khảo để chúng ta sử dụng để làm đầu tư. Đó, và cái quyết định đầu tư, cái thành công hay là cái chiến bại hay là tất cả mọi thứ đó thì tất cả là nằm ở quyết định của anh chị đầu tư. Không ai có thể, Hùng Lê nhắc lại là không ai có thể làm thay các anh chị được điều đó. Thì đấy là một cái ý thứ năm Hùng muốn đề cập đến cái việc là cái tâm lý hành vi khi chúng ta tham gia nhóm. Và một cái ý thứ sáu Hùng Lê muốn đề cập đến ở trong bản tin này, đấy là ngay trong cái ý thứ nhất thì Hùng Lê tiên lượng rằng là thị trường của chúng ta bây giờ nó sẽ rất là khó khăn, nó sẽ không dễ dàng như trong năm 2017 và 6 tháng 2018. Thì trong những cái bản tin trước thì đầu cuối tháng 11 và đầu tháng 12 thì Hùng Lê cũng có chia sẻ với tất cả các anh chị là Hùng Lê có bắt đầu nhập môn Forex. Thế thì tại sao lại Hùng Lê lại 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 lấn sân sang cái chuyện đó? Thì một phần cũng là vì tò mò, và một phần thì cũng vì anh em làm nghề với nhau thì anh em bảo là Hùng ơi, có cái này cũng khá là hay, nó cũng giống như thị trường chứng khoán phái sinh. Đấy thì là em có thể tham khảo. Thế thì có một người bạn cũng là một người anh cùng làm nghề thì anh ấy giới thiệu, và Hùng có mở một cái sàn ở trên một cái tài khoản ở trên sàn Xnet. Thế thì Hùng không tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta có rất nhiều những cái mã cổ phiếu mà nó làm cho cái thị trường của chúng ta méo mó đi. Dẫn đến cái việc là trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng tương tự như thế. Những cá nhà tạo lập, đội lái cá mập có thể lái những cổ phiếu đó để thao túng cái chỉ số VN30, thì hoàn toàn Hùng Hùng không có tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Và chính vì cái điều là thị trường chứng khoán cơ sở của Việt Nam, Hùng tiên lượng là nó sẽ có những cái điều khó khăn. Vậy thì chúng ta có được cái nền tảng kiến thức ở trên chứng khoán Việt Nam rồi thì mọi người hay nói vui là cá sấu Việt Nam, thì chúng ta vận dụng những kiến thức đó sang để chiến đấu với cá sấu quốc tế. Và khi mà Hùng tiếp cận đến cái một cái nền móng rất là mới như thế này thì hoàn toàn Hùng không có một cái nền tảng kiến thức, không có thông tin, và hiện tại thì Hùng cũng đang tự mò mẫm, tự nhập môn và cũng tự coi như tự tìm hiểu. Và có một điều là khi tham gia thì những người bạn quanh Hùng nói rằng là Hùng ơi, cái này nó cháy tài khoản nhanh lắm. Ít nhất thì chú cũng phải cháy khoảng tầm 10 lần thì may ra là chú mới có thể đứng vững được ở trên thị trường. Mỗi lần chú cứ chuẩn bị cho anh khoảng tầm 1.000 đô, 10 lần là khoảng 10.000 đô. Tức là học phí khoảng rơi khoảng tầm 230 triệu nếu mà tính theo giá đô như thế. Thì rõ ràng một điều là Hùng cũng 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 ngợ ngợ, nhưng mà rõ ràng là mình biết rằng là cái thị trường Forex nó đòn bẩy tài chính nó cực kỳ lớn. Tức là đòn bẩy có thể lên rất lớn, và hiện tại Hùng đang sử dụng đòn bẩy là 600, tức là 1/600. Tức là các anh chị, Hùng cứ hiểu nôm na là có 1 triệu thì chúng ta mua được 600 triệu. Vậy thì 600 triệu đấy nó chỉ cần biến động một tích tắc thôi thì rõ ràng 1 triệu tiền vốn của chúng ta sẽ mất, đúng không ạ? Thì cái việc cháy tài khoản đấy là cái chuyện bình thường. Đó, thì là
Chính vì cái điều đó nên là Hùng cũng đã tìm hiểu và một số các anh chị khuyên, hiện tại là Hùng đang nhập môn. Và hiện tại thì cũng 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 đang 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 nhập môn, và rõ ràng một điều là khi mà Hùng đang bê toàn bộ những cái nền tảng kiến thức, đây đây là cái sàn Xnet, Hùng đang bê toàn bộ những cái nền tảng kiến thức của bên thị trường chứng khoán Việt Nam sang sang thị trường Forex, thì có những lệnh bị lỗ, đúng không ạ? Lệnh bị lỗ, và có những lệnh thì cũng lãi, lãi thì cũng có lãi ít, lãi một, lãi nhiều. Nói chung là đấy, lãi thì cũng đấy, tức là tại vì là Hùng cũng đang đang trong cái quá trình, đây là cái lịch sử giao dịch, thì đang trong cái quá trình mình nhập môn, trong quá trình mình vừa học, mình vừa thực hành, mình vừa trải nghiệm. Và có một điều là ở khi mà trải nghiệm ở trên thị trường này thì Hùng thấy có một cái điều rất là hay, đấy là nếu mà chúng ta đã có một cái nền tảng kiến thức ở trên thị trường chứng khoán của Việt Nam rồi, thì chúng ta có thể là biến những cái nền tảng đó sang ở bên thị trường này. Bởi vì là Hùng thấy là cái này nó rất là hay, đấy là chúng ta hoàn toàn tương tự như là phái sinh của Việt Nam thôi, tức là chúng ta cũng mua được cả chiều lên. Đây ví dụ như là khi chúng ta nhận thấy có những cái dấu hiệu mà cổ phiếu giá đang lên thì chúng ta sẽ đặt lệnh buy ở đây, và có thể là đến lệnh sell ở đâu đó, hoặc là khi chúng ta nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà xuống, thì dấu hiệu lên hay dấu hiệu xuống thì nó là thuần hoàn toàn về kỹ thuật. Tuy nhiên một điều là khi chúng ta tham gia thị trường này thì Hùng thấy có một cái yếu điểm, đấy là cái thông tin. Thì mình hoàn toàn mình không có thông tin. Hiện tại thì Hùng không có thể tìm được trên trang investing.vn thì cũng cũng có thông tin. Tuy nhiên là họ cũng chỉ tổng hợp một cái thông tin nó khá là sơ sài. Mình hoàn toàn mình không có thông tin. Vậy thì khi nó có những cái biến động, nó có những cái biến động về giá thì mình cũng rất khó, và hoàn toàn thì mình chỉ đánh thuần về kỹ thuật thôi. Tức là khi tôi thấy tín hiệu mà xấu thì tôi bán, và khi thấy tín hiệu tốt, ví dụ như ở những cái đoạn chỗ này chẳng hạn. Đây, ví dụ như đây thì chúng ta đây gặp những cái điểm này thì chúng ta có thể sell, và gặp những cái điểm 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 đây thì chúng ta có thể buy. Đấy, ví dụ như thế. Thì nó hoàn toàn tương tự là từ cái nền tảng kiến thức của bên thị trường chứng khoán Việt Nam mà Hùng sẽ chuyển sang trên Forex. Thì Hùng biết rằng là có rất nhiều những cái anh chị mà đang tham gia kênh thì cũng song song vừa là đầu tư trên thị trường chứng khoán cơ sở của Việt Nam và cũng vừa tham gia Forex. Và Hùng Lê cũng kỳ vọng là sau một năm thì cứ cháy khoảng tầm 10 lần, tức là khoảng tầm 10.000 đô. Và sau một năm đó thì mình sẽ có một cái nền tảng kiến thức kinh nghiệm, và cũng kỳ vọng là sẽ có một cái nhóm cùng chia sẻ, tất cả những anh chị nhà đầu tư cùng tham gia Forex, cùng tham gia đầu tư trên thị trường Forex, để cùng đồng hành. Thì hiện tại Hùng cũng có một nhóm đấy là mấy anh em thôi, mấy anh em với nhau thì đấy gọi là nhóm Forex nhập môn. Thì ở trên nhóm này thì hiện tại là chỉ có những anh em làm nghề với nhau thôi, chứ còn chưa chưa có chưa có chưa có chưa có chưa có chưa có là khách hàng. Bởi vì chỉ có những anh em mà đang 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 là những cái nhà đầu tư thì đang tham gia ở trên đó. Thì đấy là những cái việc mà chúng ta cùng kỳ vọng là sau một năm thì Hùng đánh giá là khoảng sau một năm thì chúng ta sẽ có thêm một cái kênh đầu tư mới, và Hùng Lê cũng có thể là có được một ít kiến thức với kinh nghiệm để cùng chia sẻ đối với cộng đồng nhà đầu tư. Thì đấy là một vài các cái ý mà Hùng muốn đề cập ở trong cái bản tin video số 39. Và quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong bản tin tuần trước, bản tin video số 38, thì lúc đó Hùng Lê có khuyến nghị quý anh chị nhà đầu tư, đấy là cái tuần giao dịch từ ngày 17 đến ngày 21 là tuần vừa qua, là một cái tuần mang tính bản lề và quyết định xu thế của thị trường. Và vì vậy nên chúng ta thận trọng để quan sát diễn biến ở trong phiên để có những cái chiến lược rất là phù hợp. Và rõ ràng một điều là trước thềm cơ cấu quỹ ETF thì thường thị trường rất là lình xình và đường đi thì khá là khó chịu. Và có những cái đường đi nó rất là khó lường. Và ý thứ hai đấy là đây là thời điểm mà chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận và hạn chế các cái điểm mua mới, và chỉ mua những cái mã cổ phiếu đang còn điểm mua với một cái tỷ trọng phù hợp, tùy vào cái mức độ quản lý rủi ro.
Bởi vì kết phiên cuối tuần trước thì Hùng Lê thấy rằng dòng tiền của trên thị trường của chúng ta đã bị suy yếu, mặc dù là cái tuần trước đó thì dòng tiền của chúng ta rất rất là tốt, nhưng mà đến tuần 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 kế tiếp đó thì cái dòng tiền bị sụt giảm. Thì khi cái dòng tiền bị sụt giảm, và đặc biệt là một số các cái mã cổ phiếu, đặc biệt là ngành ngân hàng và một số các cái mã cổ phiếu khác, thì Hùng Lê thấy rằng là dòng tiền đã bị phân hóa. Dòng tiền không còn tập trung lan tỏa toàn bộ thị trường mà chỉ tập trung vào một số các nhóm cổ phiếu. Thì khi đó thì Hùng đã phân tích một số các cái mã cổ phiếu, thì các anh chị cũng có thể xem lại ở trên các cái bản tin video. Và rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua, trong cái tuần mà thị trường các quỹ ETF cơ cấu, thì thị trường của chúng ta đã giảm điểm rất là mạnh. Thì để phân tích chi tiết thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một vài các cái mã cổ phiếu, trụ, để chúng ta xem lại là diễn biến của các cái cổ phiếu đó ở trong tuần vừa qua như thế nào. VIX, đối với VIX thì rõ ràng một điều là VIX hiện tại thì VIX đang làm cái nhiệm vụ giữ nhịp cho thị trường rất là tốt, đang giao dịch có 3 tuần quanh vùng giá 102. Thì đối với VIX thì chúng ta cũng quan điểm của Hùng thì Hùng không tham gia. Đối với cổ phiếu VIX nó chỉ mang tính chất là giữ nhịp cho thị trường mà thôi. VHM thì trong tuần này đã bị quỹ bán khá là mạnh, khi VHM tiệm cận về cái vùng kháng cự 83, thì VHM đã có một tuần đi ngang, và sau đó thì tuần nay là một cái tuần giảm giá rất là mạnh. Thì với một tuần giảm giá rất là mạnh như này thì có thể là sang tuần tới thì VHM sẽ tiếp tục giảm giá, và có thể là sẽ chạm lại về cái vùng hỗ trợ ở vùng 70. Thì tại vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VHM. VRE, đối với VRE thì rõ ràng là một điều là Hùng sẽ mở bên này. VRE rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua thì VRE đã bị quỹ, đây là cái cây nến kết tuần anh chị nhá, tức là kết tuần ngày 14, tức là kết phiên thứ sáu tuần trước, tức là tại thời điểm Hùng ra cái bản tin video số 38. Thì đối với VRE thì chúng ta thấy rằng trong cái đoạn hiện tại thì VRE đang có một cái đường đi hình sin. Thì với những cái điểm rơi mạnh như thế này, khi bị các quỹ bán mạnh như thế này, thì khả năng sang tuần tới VRE lại rơi lại về vùng nền 28, rơi lại về vùng nền 28, và chúng ta cùng quan sát VRE ở vùng nền 28 để chúng ta có thể cơ cấu lại hay không. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VRE ở vùng nền 28. Còn những cái tín hiệu tại thì chúng ta thấy rằng VRE đang rơi rất là mạnh, và RSI thì đang hướng xuống, đường MACD cũng đang cho thấy những cái xu thế giảm giá rất là mạnh của VRE. GAT, đối với GAT thì Hùng đã phân tích ở rất nhiều các bản tin khác, thì khả năng GAT sẽ đang lình xình thôi, GAT sẽ đang lình xình ở vùng giá 90, và GAT sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá GAT sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 85 thì sẽ chạm cái kênh hỗ trợ, và khi đó thì chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp GAT ở những cái tín hiệu về kỹ thuật. Còn trên phương diện hiện tại thì chúng ta thấy rằng GAT vẫn đang trong xu thế giảm giá, giáp GAT vẫn chưa thể là bẻ gãy được cái xu thế giảm giá của GAT. PLX, đối với PLX thì sau khi PLX chạm về vùng kháng cự ở vùng giá 62, thì trong các cái bản tin thì Hùng Lê đã phân tích rằng Hùng đang đề cập đến vùng giá 62 của PLX, xem PLX có vượt qua được vùng giá 62 không. Thì rõ ràng là khi chạm gần về vùng giá 62 thì PLX đã không vượt qua được vùng giá 62, và PLX đã rơi. Rơi chung cùng với lại dòng dầu khí, PLX rơi chung với dòng dầu khí. Tuy nhiên với cổ phiếu PLX thì Hùng đánh giá rằng ở vùng giá 56 các anh chị hoàn toàn có thể gom lại ở vùng này. Và thị trường của chúng ta hiện tại thì chúng ta không thể đánh dài được, và chúng ta chỉ có đánh ngắn thôi. Hùng để ý là tất cả các mã cổ phiếu trừ một số thôi nhé, còn gần như là chúng ta chỉ đủ để đánh T cộng, tức là khi hàng về thì đây
Ví dụ như chúng ta mua ở đây thì là còn còn đủ đánh T cộng, còn mua ở đây thì gần như là nếu mà mua phiên này thì chúng ta gần như không còn đánh T cộng được nữa. Đó, thì ví dụ những cái phiên nó đang ở thấp ở cái nền tích lũy này thì chúng ta mua để chúng ta có thể canh để chúng ta đánh T cộng thôi. Chứ còn nếu mà để đánh một lực hơi dài thì hiện tại thì những cái cổ phiếu mà để đánh lực hơi dài thì hiện tại là cũng chưa có phân tích được những cái mã cổ phiếu nào mà nó có thể đánh được dài như 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 vậy. PVS thì đối với PVS, PV đây Hùng sẽ mở PVS. Đối với PVS thì rõ ràng một điều là trong các bản tin trước thì Hùng đã có đề cập đến một cái ngưỡng của PVS, đấy là vùng 20.5 đến vùng 20.6. Đây là một cái ngưỡng cản tâm lý ở vùng 7 Fibo 78.6 trong một nhịp mà PVS lên thì chúng ta phải quan sát, nếu mà PVS phá thủng được vùng 20.6 đến 20.7 thì PVS sẽ tiệm cận về vùng giá 22. Tuy nhiên trong tuần vừa qua thì PVS đã không thể khoan thủng vùng kháng cự, và PVS đã có một tuần rơi khá là mạnh. Một tuần rơi khá là mạnh thì PVS đang chạm lại về vùng hỗ trợ. Các anh chị lưu ý cho Hùng là PVS đang chạm lại về vùng hỗ trợ vùng 18. Đây là một cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của PVS, thì chúng ta cùng quan sát PVS ở trong tuần tới ở vùng giá 18. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng giá 18 thì có những cái tín hiệu về PVS thì có thể Hùng sẽ public lên ở trên nhóm Zalo của chúng ta. Tiếp theo là PVD. Đối với PVD thì chúng ta thấy rằng là sau cái thông tin mà ông Khánh Khạch bị bắt thì rõ ràng là PVD cũng đã có một tuần giảm giá khá là mạnh. Và hoàn toàn tương tự như PVS thì PVD đang chạm lại về vùng hỗ trợ 15.5. Đây là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của PVD, thì chúng ta cũng cùng quan sát PVD ở vùng giá 15.5. Những anh chị nào đang nắm giữ PVD thì hiện tại chúng ta cũng sẽ không nên bán, bởi vì rõ ràng là PVD đã bị giảm rồi, và kể cả PVS thì hiện tại chúng ta cũng sẽ không nên bán. Chúng ta sẽ dành thời gian để quan sát ở những cái điểm điểm hỗ trợ để chúng ta xem rằng nếu cái điểm hỗ trợ đó mà cổ phiếu lại bật lên thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, nhưng tại cái điểm hỗ trợ mà cổ phiếu bị phá vỡ thì lúc đó chúng ta sẽ bán, và chúng ta sẽ chấp nhận cắt lỗ để chúng ta bảo toàn vốn, để chúng ta có được những cái vốn là tư liệu sản xuất ở trên 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 thị trường chứng khoán. Vì vậy nên là chúng ta lưu tâm đến cái việc đó. Và PVS đang chạm về vùng hỗ trợ PVD chạm về vùng hỗ trợ 15.5, và cùng quan sát PVD ở trong tuần tới. POVK, một số anh chị có hỏi Hùng là POVK thì rõ ràng một điều là POVK thì sau những cái trước những cái thông tin tích cực là thông tin chuyển sàn thì rõ ràng là POVK đã có một nhịp tăng mạnh. Và khi đó thì Hùng có các anh chị có hỏi là có mua tiếp không, thì Hùng bảo là POVK sẽ chờ chỉnh. Và chúng ta chỉnh thì sẽ chỉnh về đâu, thì rõ ràng trong tuần là có khi là POVK đã chỉnh về đến tận vùng giá 14.4. Và với vùng này thì nó cũng sẽ là hợp lý, thì bởi vì là cái vùng này thì nó cũng chạm kênh hỗ trợ, và khả năng là POVK sẽ có một vài phiên giảm nữa, giảm để chạm về kênh hỗ trợ, và khi đó thì chúng ta thấy có những tín hiệu dòng tiền bắt lên thì có thể là chúng ta sẽ tham gia lại cổ phiếu này. OI, trong các bản tin trước thì cũng đã phân tích rằng OI đã không còn điểm mua, và OI chỉ có những điểm mà chúng ta trong những cái bản tin phân tích trước thì OI chỉ còn những cái điểm mà chúng ta chốt lời. Và rõ ràng một điều là hiện tại thì OI đã chỉnh, và trong những cái phiên chỉnh thì chúng ta thấy rằng cái khối lượng của OI cũng đang khá là thấp thì hoàn toàn về mặt dầu khí nhá. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là dầu khí thì giá dầu đang giảm, đó là một cái bất lợi đối với những mã cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên với cái việc là những cái nền giá mà cổ phiếu dầu khí đã chạm về những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta cũng có thể tham gia, tuy nhiên chúng ta có thể tham gia với một cái tỷ trọng nhỏ thôi. Thì đối với OI Hùng đánh giá rằng là các anh chị có thể tham gia lại OI một phần ở vùng giá 14.4, bởi vì đây cũng là cái vùng hỗ trợ của OI rồi. OI sẽ là cái vùng giá hỗ trợ của OI sẽ là một vùng 14.4. BSR. Đối với BSR thì rõ ràng là hiện tại những tín hiệu hiện tại của BSR thì đang khá là xấu. BSR chưa 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 tốt. BSR sẽ cần thêm thời gian để tích lũy lại ở cái nền giá từ vùng 14 đến vùng 15, để chúng ta cần phải quan sát thêm BSR. Hiện tại BSR thì Hùng đánh giá là chưa ok. Một mã cổ phiếu nữa mà Hùng khuyến nghị trên room cho các anh chị
Đấy là mã cổ phiếu PVB. Thì đối với PVB thì nó cũng là một mã cổ phiếu dầu khí và nó ở trên sàn HA nên là H, H, HNX nên là chúng ta có thể thấy rằng là khi mà có những bước chạy, cổ phiếu này có những bước chạy thì nó cũng có chạy rất là tốt. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia cổ phiếu này ở vùng giá, vùng đánh giá là cái vùng hỗ trợ của nó hiện tại đây đang là vùng 15.3. 15.3 là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu này, thì chúng ta cũng có thể tham gia một phần tỷ trọng nhỏ ở vùng này để chúng ta có thể lướt lát T cộng được cổ phiếu này. Thì đấy là một số các cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí. Chúng ta cùng đi qua BVH. Đối với BVH hiện tại cái BVH đang khả năng đang tạo thành cái mô hình hai đỉnh rồi, thì với cổ phiếu này thì Hùng cũng không có khuyến nghị anh chị đầu tư. Chúng ta thấy rằng cái thanh khoản của BVH cực kỳ thấp, như thế nó sẽ rất là nguy hiểm. Mỗi khi mà cổ phiếu này bị xả thì nó sẽ giảm giá rất là mạnh, và cái việc mà chúng ta đầu tư ở cái vùng nó cao ngất ngưởng như này thì nó cũng sẽ hoàn toàn nó cũng không 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 tốt nữa. BVH chỉ mang tính chất chữ nhịp cho thị trường thôi. Vinamilk, đối với Vinamilk thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua nước ngoài bán khá mạnh Vinamilk và dẫn đến cái việc là Vinamilk đã có một tuần giảm điểm, xóa gần như xóa sạch hết cái nỗ lực tăng điểm của gần 3 tuần ở trước đó, gần 3 tuần ở trước đó. Thế thì những cái tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì đang khá là xấu, khi mà Vinamilk lại đang tiệm cận lại về cái vùng hỗ trợ của Vinamilk, đấy là vùng giá từ 120. Vùng giá 120 thì với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì khả năng là Vinamilk sẽ tiếp tục giảm. Vinamilk sẽ tiếp tục giảm và giảm về sẽ chạm về cái vùng 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 đáy gần nhất ở đây. Sẽ chạm về cái vùng đáy gần nhất ở đây là khoảng tầm 115, khoảng tầm 115 đi. Thì khi đó chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo của Vinamilk. Còn hiện tại thì đà giảm của Vinamilk như thế này nó rất là mạnh. Và những cái tín hiệu kỹ thuật cũng như các cái chỉ báo thì đang cho thấy rằng Vinamilk sẽ tiếp tục giảm. Đấy là chỉ báo RSI thì đang cắm đầu xuống và một số các cái chỉ báo khác, những đường MACD thì không thực sự là tích cực đối với cổ phiếu Vinamilk. SAB. Đối với SAB thì cũng có một số các cái thông tin tích cực khi mà chuyển về tay người Thái, đấy là SAB tiếp tục nới room ngoại. Và hiện tại những cái xu thế vận động của SAB thì SAB cũng là một cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, mang tính chất là ổn định thị trường và mang tính chất là giữ nhịp cho thị trường cũng khá là tốt. Và những và hiện tại thì SAB đang gặp cái điểm hỗ trợ của SAB ở đây là vùng giá 247. Ở vùng giá 247 vùng hỗ trợ của SAB là 245 cơ. Ở vùng giá 245 thì khi gặp về cái vùng hỗ trợ này thì SAB đang có những phiên lình xình đi ngang ở đây, thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng là trong nhịp này thì Hùng Hùng đang tiên lượng là SAB sẽ đánh về vùng 260. SAB từ cái điểm này xong đó thì SAB sẽ lình xình và sẽ đánh về vùng 260 thì nó sẽ 262, khoảng vùng 262 đến 260 thì qua được cái vùng này thì SAB sẽ có thể là đánh về vùng giá 300 để coi như là song trùng với cái nhịp của VN-Index. Hùng vẫn đánh giá rằng VN-Index sẽ còn phải có một cái nhịp tăng. Tuy nhiên là rõ ràng một điều là các cái cổ phiếu trụ nó có sự phân hóa dẫn đến nó không đồng nhất, nên là thị trường của chúng ta sẽ rất khó có những cái nhịp tăng dài. VRC, đối với VRC thì trong các bản tin trước thì cũng có đề cập đến cổ phiếu này, là chúng ta quan sát VRC ở những cái tuần này này. Đấy, có những cái tuần là VRC có cái khối lượng rất là tốt. Tuy nhiên cái việc là sau đó thì VRC đã có 2 tuần giảm giá và tuần vừa qua, tức là tuần vừa kết thúc xong thì VRC lại rơi lại về vùng nền, tức là cái vùng nền ở đây thì sẽ rơi về vùng 120. Khả năng thì VRC sẽ về vùng 120 để VRC sẽ kiểm tra ở vùng này. Tại vùng 120 mà VRC mà không tích lũy được thành công, mà không vừa thoát lên được á, thì VRC rất có thể trong nhịp này VRC sẽ chạm về vùng 96 đến vùng 100.
VDC sẽ chạm về vùng 96 đến vùng 100. Nếu tại vùng nền này VDC không vượt thoát thành công thì đấy là một cái điều này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này, tạm thời chúng ta cũng không tham gia cổ phiếu VDC. Mansan. Đối với Mansan thì sau những phiên tăng điểm ở những tuần liền trước đó thì Mansan cũng đã về lại, tức là đã xóa sạch toàn bộ những cái nền tảng mà đã được tích lũy ở 2 tuần liền trước đó. Thì với cổ phiếu Mansan thì chúng ta cũng thấy rằng là Mansan hiện tại thì Mansan cũng đã chỉnh về cái vùng gọi là vùng 78 78 chấm vùng 78.3, thì tại vùng này cũng là một cái vùng hỗ trợ của Mansan, thì chúng ta sẽ quan sát Mansan ở trong những phiên tiếp theo. Còn cái xu thế hiện tại của Mansan thì Hùng thấy những cái tín hiệu kỹ thuật thì về cơ bản là dòng tiền thì cũng đang khá là ok. Tuy nhiên là chỉ báo RSI và chỉ báo MACD thì đã bị yếu đi rồi. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Đầu tiên là ACB. Đối với ACB thì là một cổ phiếu mà Hùng cũng đã đề cập liên tục trong các cái bản tin phân tích. Và trong tuần thì đây là một cái cây nến ảo, các anh chị lưu ý đây là một cây nến ảo, bởi vì là hình như hôm đó thì ACB có khớp 100 cổ đầu phiên giá trần và sau đó thì rút xuống với lại cái nền giá hiện tại của nó, thì trong tuần thì ACB vẫn đang lình xình đi ngang ở quanh vùng giá từ vùng giá 29 đến vùng giá 30. Quanh vùng giá từ 29 đến 30 thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa chưa chúng ta chưa cho chúng ta nhiều những cái yếu tố để giúp ACB tăng giá, bởi vì là chúng ta thấy rằng là dòng tiền được kích hoạt 3 tuần trước đó và sau đó thì 2 tuần có một cái sự sụt giảm, có một sự sụt giảm rất là lớn. Có một sự giảm rất là lớn. Còn trên góc độ về phân tích kỹ thuật, trên góc độ những tín hiệu ngắn hạn thì cổ phiếu này sẽ phải tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 29 đến vùng 30, chưa có những cái động lực để bứt phá mạnh để đi lên. Vietcombank. Đối với Vietcombank thì rõ ràng một điều là như lúc nãy Hùng Lê có phân tích là cái chu kỳ tốt nhất 10 năm của chúng ta thì nó đã đi qua. Và tại vì sao lại như thế thì chúng ta thấy rằng là Vietcombank đã thể hiện được cái mức giá tốt nhất của Vietcombank tại vùng giá 75 và sau đó thì Vietcombank đã giảm và hiện tại thì Vietcombank cũng đã đứng ở bên kia triển dốc. Và liệu là Vietcombank có về lại vùng nền 35 hay không thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng quan sát. Và rõ ràng một điều là khi VN Index của chúng ta về bên kia sườn dốc thì lần lượt những cái mã cổ phiếu trụ, những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền sẽ lần lượt đi về với điểm xuất phát hoặc là về lại với lại những gì mà cái vạch xuất phát của nó, cái điểm xuất phát điểm của nó. Và Hùng Lê nhìn thấy rằng là đã có những cái dấu hiệu rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đình đám, những cái mã cổ phiếu cơ bản của chúng ta thì hiện tại là chúng ta đã bị rơi rất là mạnh rồi. Và với việc Vietcombank thì chúng ta sẽ cùng cùng chờ xem lại Vietcombank ở vùng giá 53. Cùng xem lại Vietcombank ở vùng giá 53, bởi vì ở vùng giá 53 là một cái vùng hỗ trợ kênh dưới của Vietcombank, và nếu như Vietcombank bị phá vỡ vùng 53 thì đấy là một tín hiệu rất là xấu đối với cổ phiếu này. Và ngược lại, nếu ở tại vùng giá 54 đến vùng giá 55 Vietcombank tích lũy được, vượt thoát được thành công thì Vietcombank sẽ có thể là sẽ có một cái nhịp hồi phục, và nhịp hồi phục thì đương nhiên là nó sẽ chạm về cái đỉnh gần nhất của nó, đấy là tại vùng giá 61 đó. Thì đối với Vietcombank bây giờ nó cũng đang nằm ở một cái ranh giới rất là nhạy cảm đối với cổ phiếu Vietcombank. CTG thì trong tuần vừa qua CTG đã bị khối ngoại bán khá là mạnh, thì trong phiên ngày hôm nay CTG có một nhịp hồi phục, tuy nhiên là cái nhịp hồi phục đó thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Còn trên góc độ về phân tích kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là vùng giá 20 là một cái nền của CTG, một cái nền hỗ trợ cũng trong dài hạn của CTG, thì chúng ta kỳ vọng rằng CTG sẽ khi chạm về vùng hỗ trợ dài hạn này thì chúng ta sẽ CTG sẽ có những cái nhịp hồi phục đi lên.
Còn trên trên những cái góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là CTG vẫn chưa cầm được cái đà giảm giá, CTG chưa cầm được cái đà giảm giá. Và khả năng thì CTG sẽ vẫn lại lình trình lại ở quanh vùng giá 20, quanh vùng giá 20 thôi. BID. Đối với BID thì hiện tại đang tích cực hơn cả so với các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Đấy là BID vẫn chưa bị gãy kênh và BID vẫn đang được nằm trên cái vùng giá hỗ trợ trong ngắn hạn của BID, đấy là vùng giá 31. Vùng giá 31 thì tất cả đối với tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng thì hiện tại thì Hùng đang thấy là BID đang đang là một trong những cái mã cổ phiếu tích cực nhất. Tuy nhiên là dòng tiền thì đang khá là yếu, thì đương nhiên rồi, nó suy giảm chung với thị trường thì dòng tiền cũng đang là khá là yếu. Và những cái tín hiệu hiện tại thì cũng đang cho thấy là khả năng là BID sẽ tăng điểm trong tuần tới, thì BID sẽ tăng điểm. Đấy là cổ phiếu BID. MBB và STB. Đối với MBB thì nó vận động khá giống với công thương, thì MBB lại về lại vùng nền, đấy là vùng nền 20. Vùng nền 20 và tại vùng nền đó thì chúng ta sẽ xem cái cách mà cổ phiếu này vận động. Chưa chưa có nhiều các cái tín hiệu động lực để giúp cho cổ phiếu này tăng giá. STB. Đối với STB, STB đã có một tuần giảm mạnh với thanh khoản thấp. Tuy nhiên STB đang chạm về vùng giá 12. Vùng giá 12 là một cái vùng hỗ trợ của STB, cũng chúng ta nếu như anh chị nào đang nắm giữ STB thì chúng ta cũng sẽ quan sát STB ở vùng giá 12 để chúng ta có những cái hành động phù hợp. Nếu mà tại vùng giá 12 này cổ phiếu tiếp tục tích lũy được và vượt thoát thành công thì đối với thì chúng ta sẽ nắm giữ, còn tại vùng giá 12 mà bị thủng thì đấy là một tín hiệu cũng khá là xấu đối với STB. Chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu về dầu chứng khoán. Đối với SSI thì sau 2 tuần tăng điểm thì SSI lại chạm về kênh hỗ trợ, và chúng ta cùng quan sát SSI trong tuần tới. Thì khi chạm về cái kênh hỗ trợ dưới thì SSI đây, kênh hỗ trợ dưới ở tại vùng giá 27 27.7, tại vùng giá hỗ trợ này thì chúng ta cùng quan sát SSI. Nếu tại vùng giá này SSI tiếp tục tích lũy và vượt thoát thành công thì đấy là một tín hiệu tốt. Ngược lại nếu mà vùng này bị phá vỡ thì đấy là một tín hiệu khá là xấu đối với mã cổ phiếu này. Còn những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì vẫn chưa cho chúng ta thấy rằng SSI sẽ cầm đà giảm. HCM hoàn toàn tương tự như SSI, thì HCM hiện tại là HCM đã gãy gãy khỏi kênh xu thế, và HCM đang tiệm cận lại về cái vùng đáy cũ của nó thiết lập gần trước đó, đấy là vùng giá 46. Thì chúng ta cùng quan sát ở vùng giá 46. Nếu như HCM có chạm về đó và vượt thoát tích lũy thành công thì có thể là HCM sẽ tạo thành mô hình hai đáy ngắn hạn. Thì chúng ta cùng quan sát vận động của HCM. Còn những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng HCM vẫn chưa cầm được đà giảm, và thậm chí là cái đà rơi nó đang khá là mạnh. DHG, chúng ta cùng qua một số mã cổ phiếu DHG. DHG thì một số các anh chị có hỏi nhưng mà DHG chưa chưa bắt được. DHG vẫn đang như thế này thì tín hiệu đang đang rất là xấu, chúng ta chưa thể bắt được. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu thép HPG. Đối với thép Hòa Phát đó thì là trong cái tuần này này Hùng có phân tích là Hòa Phát có một cái nhịp hồi kỹ thuật, và sau đó thì canh cái nhịp hồi này để chúng ta có thể, những anh chị nào đang còn hàng thì chúng ta có thể hạ dần tỷ trọng và thoát hàng. Và sau đó thì 2 tuần thì HPG đã có 2 tuần rơi rất mạnh, và cái việc mà rơi mạnh như này thì HPG hoàn toàn có thể tiệm cận về vùng 25. HPG có thể tiệm cận về vùng 25 ở trong nhịp này, và tại cái vùng 25 này thì chúng ta sẽ cùng quan sát những cái tín hiệu tiếp theo của HPG. HSG thì đang có những cái tín hiệu hồi phục tại vùng 7. Tuy nhiên là những cái tín hiệu hồi phục này thì nó cũng chưa chưa thuyết phục. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Bình Minh. Đối với BMP thì Hùng đã có khuyến nghị của các anh chị ở trên room ở vùng giá 55.
Đối với vùng giá 55, tức là BMP thì đang có một cái vùng vận động, cái vùng đáy ở đây là khoảng vùng giá 54. Ở vùng giá 54 đến vùng giá 55 thì đối với BMP thì chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái điểm mua gom 1/3 hoặc 1/4 số định mua ở quanh vùng giá 54 đến vùng giá 55 và chúng ta chờ những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với cổ phiếu Bình Minh thì cũng đánh giá cổ phiếu về ngành nhựa thì Bình Minh vẫn là một trong những cổ phiếu khá là ok. MWG. Đối với MWG thì khi MWG chạm MWG chạm vùng hỗ trợ đây của MWG là vùng giá 84 chứ không có để 85 đi. Khi chạm về vùng 85 thì MWG đã có những cái tín hiệu bật lên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu bật lên này thì cũng khá là ok khi mà dòng tiền cũng khá là tốt. Có thể những tín hiệu tại thì MWG sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ tăng đến đâu thì trước hết là sẽ tiệm cận lại về cái vùng vùng đỉnh mà nó vừa bị mất đi là vùng 90 và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo của MWG. PNG. Đối với PNG thì vẫn đang một cái trạng thái lình xình đi ngang thôi, lình xình đi ngang tích lũy ở quanh vùng giá 95, chưa có những cái tín hiệu chưa có những cái tín hiệu nào, chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực. Và anh chị lưu ý là nếu tại vùng giá 95 này PNG không vượt thoát đi lên được thì anh chị mà đang cầm cổ phiếu PNG thì chúng ta cũng có thể hạ dần tỷ trọng, bởi vì khi mà cái vùng hỗ trợ này bị phá vỡ thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất mạnh. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu mùng đã phân tích ở trong những cái bản điểm tin trước mà hiện tại thì là cũng đang 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 có những cái tín hiệu tăng giá khá là tốt và khá là mạnh. Đối với ITA thì trừ từ một số các anh chị đã vua vùng 278 thì hiện tại là gần như là các anh chị chúng ta đã hiện thực hóa hết lợi nhuận rồi và chúng ta đã ra gần hết. Còn trong nhóm thì hình như có anh Văn Thân thì vẫn đang giữ, chắc chắn là anh đang giữ bởi vì anh đã cover lại được cái vùng 3.0 3.05 gì đó. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của ITA thì ITA đang khá là mạnh và cổ phiếu này thì Hùng đang canh chỉnh, nhưng mà rõ ràng một điều là khi một cái tín hiệu mà cổ phiếu nó đang đang đi lên rất là mạnh như thế này thì cái việc mà chỉnh thì nó cũng sẽ khá là khó. Dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục được kích hoạt vào cổ phiếu này thì những cái tín hiệu tại thì cho thấy rằng cái tín hiệu tại thì ITA vẫn sẽ tiếp tục tăng giá. Bộ đồ ITA KBC. KBC khi Hùng phân tích ở nền giá 13 hiện tại KBC đã có 3 tuần tăng rất là mạnh và trong tuần vừa qua mặc dù thị trường giảm nhưng KBC vẫn thể hiện một cái phong độ. Và cái việc mà dòng tiền đang tập trung vào kích hoạt vào cái bộ đôi này thì các anh chị cũng có thể thấy nhìn lại một cái nhịp chạy của KBC ở trước trước này, ở đoạn này. Thì Hùng Lê cũng đang mường tượng rằng ở cái vùng này thì KBC cũng sẽ có một cái nhịp chạy hoàn toàn tương tự như 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 ở vùng này, như ở vùng trước đây. Và cái nhịp chạy lần này của KBC thì nó cũng mường tượng giống như cái nhịp chạy của HBC. Các anh chị nhìn thấy một cái nhịp chạy của HBC đây. HBC chạy từ vùng giá, Hùng đánh giá khoảng từ vùng giá nền 15 và chạy một mạch lên đến vùng nền giá 40. Thì KBC hiện tại thì cái lực lực đánh của KBC cũng đang khá là mạnh. Tuy nhiên là việc là KBC đang tiệm cận lại về cái vùng đỉnh của KBC đây. Đây là vùng 15. Thì cái việc mà tiệm cận về cái vùng kháng cự mạnh này thì chúng ta sẽ phải hết sức là thận trọng và thậm chí là từ cái vùng kháng cự mạnh này thì KBC sẽ chỉnh và chỉnh cái nhịp chỉnh đó thì chúng ta mới nếu mà chúng ta quan sát thấy những cái tín hiệu dòng tiền tốt thì đấy mới là thời điểm mà chúng ta cover lại cái cổ phiếu này, chứ còn chúng ta tuyệt đối chúng ta không mua đuổi khi mà cổ phiếu đã tăng rất là mạnh như thế này rồi. Một số các cái mã cổ phiếu về 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 ngành xây dựng HDC. Đối với HDC thì quan điểm của Hùng Lê đấy là vùng nền từ 15.13.5 đến vùng giá 14 thì đây là cái vùng nền mà các anh chị hoàn toàn có thể tham gia cổ phiếu này.
Cổ phiếu này thì hiện tại cũng đang nằm ở trong một cái nền tích lũy, và những yếu tố cơ bản về nội tại của doanh nghiệp của cổ phiếu này thì đang khá là ok, khá là tốt về một cổ phiếu cơ bản. DPG. Đối với DPG thì cái điểm mua ở nền giá 45 thì nó đã qua, và hiện tại thì DPG đã chạy được, sau khi điều chỉnh xong thì DPG đã chạy được 5 giá. Và hiện tại thì đang có một cái nền tích lũy ở quanh vùng giá 50, thì khả năng là cổ phiếu này sẽ chỉnh về, nếu mà đẹp, nếu đúng đẹp về chất kỹ thuật thì cổ phiếu này chỉnh về vùng 48, chỉnh về khoảng vùng 47 48 đây. Chỉnh về cái vùng này và sau đó thì lại tiếp tục cái hành trình đi lên, thì nếu mà đánh chuẩn về kỹ thuật thì nó sẽ tạo thành một cái mô hình như thế này thì nó sẽ là chuẩn nhất. Thì nếu những anh chị nào mà đã mua được cái vùng 45 rồi thì chúng ta yên tâm nắm giữ, còn nếu mà những anh chị nào chưa có cổ phiếu này thì chúng ta có thể quan sát lại cổ phiếu này ở quanh vùng 48, và tại vùng 48 nếu vượt thoát tích lũy thì chúng ta cũng có thể tham gia cổ phiếu này, bởi vì đây cũng là một cổ phiếu rất là tốt. FCN. Với FCN thì Hùng vẫn bảo lưu quan điểm đấy là FCN trong cái nhịp này thì FCN không thể đánh như thế này được. Nếu FCN mà đánh thế này thì nó ít quá. Chỉ chạy được từ vùng 15 mà chưa về nổi đến vùng 17, tức là chỉ có hai giá. Thì tuần vừa qua là một cái tuần bị ảnh hưởng bởi các cái quỹ ETF cơ cấu và cái xu thế giảm điểm mạnh của thị trường, thì cổ phiếu này bị giảm điểm theo. Và hiện tại thì FCN đã về lại cái vùng nền 15, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp FCN ở quanh quanh vùng 15 này, chúng ta sẽ quan sát tiếp vào tuần tới để xem là cái cách thức vận động của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 15 như thế nào, chúng ta sẽ có những cái quyết định tiếp theo. VCG thì không nói rồi, VCG thì đã có một cái tuần tăng rất là mạnh. Trong tuần vừa qua thì có thêm mã cổ phiếu SGS, SGS cũng chạy. SGS thì cũng đang SGS thì cũng đã có một tuần tăng khá là mạnh. Tuy nhiên cái việc mà tăng mạnh như này thì chúng ta cũng không còn những cái điểm mua, không còn điểm mua, còn điểm mua của cổ phiếu này phải là ở vùng giá 16. Điểm mua của cổ phiếu này phải là ở vùng giá 16 thì đấy là một cái vùng mua hợp lý, còn một cái tuần tăng mạnh như này thì chúng ta cũng sẽ không không tham gia. Tuy nhiên với việc là một cái lực cầu mạnh thì chúng ta cũng đưa cái cổ phiếu này vào cái danh mục theo dõi và quan tâm, thì cũng đánh giá rằng là cổ phiếu này sẽ chỉnh về 1 phần 2 thân nến xanh, tức là sẽ chỉnh về khoảng quanh cái vùng 16.6. Đây ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này nó vận động như nào, và đây cũng là một mã cổ phiếu mà anh chị chúng ta sẽ đưa vào một cái list danh sách theo dõi. List danh sách theo dõi, có thể là lực đánh này thì cổ phiếu này sẽ còn còn sẽ còn tiếp tục lên. FLC. FLC là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là cao, và hiện tại thì trong tuần thì FLC cũng đã có những cái tín hiệu manh mún, là FLC đã có những cái tín hiệu là tích lũy để vượt thoát đi lên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là dòng tiền thì nó chưa thực sự được kích hoạt, dòng tiền đầu cơ chưa thực sự được kích hoạt, và cổ phiếu này vẫn đang trong một cái nền nền tảng tích lũy, và các anh chị có thể quan sát ở vùng giá 5.3. FLC ở quanh vùng 5.3, 5.3 ở chúng ta sẽ quan sát xem là cái vùng vận động 5.3, còn cái tín hiệu hiện tại, kỹ thuật hiện tại thì có thể là sang tuần tới khi thị trường ổn định thì những cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như FLC cũng có thể sẽ có một cái nhịp chạy, sẽ có một cái nhịp chạy. Thì đối với FLC các anh chị cũng đưa vào list để chúng ta quan tâm. Thêm một mã cổ phiếu nữa là HBC. Thì HBC Hùng cũng đã khuyến nghị, Hùng cũng đã chat ở trên trên nhóm, các anh chị có thể xem lại đúng không? Ở trên nhóm thì Hùng cũng có đề cập đến HBC, thì hiện tại chúng ta thấy rằng là HBC đang đang có một nhịp giảm rất là mạnh ở đây, và đang có những cái tuần tích lũy lại, những cái phiên tích lũy lại ở quanh vùng giá 18.3. Ở quanh vùng 18.3
quanh vùng 18.3 và dòng tiền thì đã bắt đầu được kích hoạt lại, đã bắt đầu được kích hoạt lại ở cổ phiếu HBC. Thì đối với HBC các anh chị cũng đưa vào cái danh mục theo dõi cho Hùng. Và HBC thì chúng ta có thể sang tuần chúng ta có thể mở những cái điểm mua thăm dò quanh vùng giá 18.3. Quanh vùng 18.3, ví dụ như là chúng ta dự kiến mua 1.000 thì chúng ta sẽ mở mua 1/4 cổ phiếu, một phần tư của 1.000, tức là khoảng tầm 250 cổ ở vùng giá 18.3. Sau đó khi cổ phiếu về rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu này. Và trong room thì cũng có đề cập đến cổ phiếu SKG. SKG thì rõ ràng một điều là SKG đã có một cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh ở trước đây. Thì cái việc mà dòng tiền cũng thấy rằng là dòng tiền đầu cơ vào cổ phiếu SKG đã được kích hoạt. Và khi dòng tiền đầu cơ đã được kích hoạt rồi thì cổ phiếu sẽ được đánh lên. Các anh chị có thể nhìn thấy một cái nhịp đánh lên ở gần đây nhất của SKG là đánh từ vùng 18 mà lên đến vùng 25, cho là đến 24 đi. Đó, 18 lên 24 tức là cũng 6 giá. Thì hiện tại bây giờ là SKG cũng cũng đã có những phiên đánh lên, và hiện tại thì có thể là nếu mà chúng ta chấp nhận được rủi ro lớn thì chúng ta có thể tham gia SKG vùng giá 18, hoặc không thì 18, còn nếu không thì chúng ta sẽ chờ, nhưng mà khả năng về đến cái vùng dưới này thì cũng nghĩ là nó sẽ hơi khó về vùng giá 17.5. 17.5 là cái phiên buổi sáng ấy, lúc gần sáng, đầu giờ sáng Hùng chat lúc đó thì Hùng nhìn thấy những cái tín hiệu mà SKG khả năng sẽ đánh lên, thì khi đó Hùng có chat ở trên room. Thì lúc đó là có giá 17.5, chứ còn bây giờ thì khả năng là không biết là có về được 17.5 không. Thì các anh chị tùy vào cái mức độ quản trị rủi ro của chúng ta thì sang tuần chúng ta cũng có thể, SKG cũng là một cổ phiếu mà chúng ta đáng để chúng ta lưu tâm và chúng ta nghiên cứu. Và có cổ phiếu nào nữa không nhỉ? Hình như là không. À có, hôm nay có một mã mang tính đầu cơ cũng khá là cao. Đức Long Gia Lai. DLG. Đối với DLG thì hôm nay Hùng cũng có chat trên Zoom và một số anh chị thì cũng có tham gia cổ phiếu này. Tuy nhiên là nếu mà đánh phiên ngày hôm nay thì nó cũng hơi muộn. Tất nhiên là cũng không sao cả, bởi vì là khi một cái mã cổ phiếu đầu cơ mà nó chạy ấy, thì nó không chỉ chạy có một 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 hai phiên đâu. Các anh chị có thể nhìn thấy những cái nhịp chạy rất là lớn khi một cái mã cổ phiếu đầu cơ, một cái dòng tiền nó được kích hoạt. Đây, khi mà dòng tiền nó được kích hoạt lớn thì cái việc mà cổ phiếu mà nó chạy thì nó sẽ chạy không phải là một hai ba phiên đâu. Thì hiện tại là có hai phiên mà dòng tiền đầu cơ đã được kích hoạt vào cổ phiếu DLG này, rất là tốt. Thì hôm nay Hùng cũng có chat lên Zoom. À, thêm một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ nữa mà cũng có chat lên Zoom ở vùng giá 9.3, đấy là mã TNI. Đối với TNI thì khi mà Hùng thấy ở nền giá 9.3, 9.3 thì Hùng thấy là có một cái nền nền tích lũy cũng khá là tốt, và đây khả năng là những cái đoạn mà lái gom. Thế còn sẽ có những cái phiên đánh lên như thế này, thì đối với mã cổ phiếu này thì các anh chị mà nhặt được vùng 9.3 hoặc là 9.27, thậm chí là có những anh chị nhặt được 9.27, 9 chấm 28 gì đó thì chúng ta cũng đánh T cộng thôi, tức là T cộng 3 thì chúng ta sẽ ra hàng. Với những mã cổ phiếu đầu cơ thì đánh nhanh, lướt nhanh thôi, chứ chúng ta cũng không thể là thi gan với lại đổi lái được. Ngày hôm nay thì có GTN cũng mang tính đầu cơ cũng khá là cao, cũng có tăng giá. Cơ bản là như vậy. Những mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu có tín hiệu thì Hùng sẽ up lên trên nhóm để cho tất cả các anh chị tham gia. Và cái việc mà Hùng có up lên đó thì đấy là những cái thông tin để giúp cho các anh chị tham khảo, cũng như là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Còn cái việc mà
Chúng ta có đầu tư hay là quyết định đầu tư như thế nào thì chúng ta sẽ là quyết định của từng người. Đấy, ví dụ như thế. Cảm ơn bác Văn Thân. Không biết là bác Văn Thân thì bác đã ra IT2 hay chưa? Chat hỏi luôn. Đấy thì là ví dụ như đây, bác Văn Thân cũng có gợi ý cho chúng ta một số các cái mã cổ phiếu đó, thì cái việc mà chúng ta tham gia nhóm, tham gia room là cái việc mà chúng ta cùng chia sẻ những kiến thức, cùng cùng nhau đồng hành và cùng cùng nhau tìm kiếm lợi nhuận, và cùng nhau là đồng hành trên cái con đường trên cái chặng đường đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tổng kết lại thì là một số các cái mã cổ phiếu tốt, một số các cái mã cổ phiếu có dòng tiền thì Hùng cũng đã có phân tích và cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị. Nhìn lại trên tổng quan thị trường trong tuần vừa qua thì VN-Index của chúng ta đã có một tuần giảm điểm mạnh. Thanh khoản của tuần có tăng, tuy nhiên việc tăng thanh khoản này thì nó không mang một cái yếu tố đặc trưng của thị trường, bởi vì là một cái tuần cơ cấu quỹ. Vì vậy nên nó sẽ bị nhiễu. Cái tín hiệu này thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng để phân tích kỹ thuật. Những cái chỉ báo và những cái tín hiệu hiện tại thì cho thấy rằng là xu thế của thị trường của chúng ta chưa cầm đà giảm, chưa cầm đà giảm. Anh chị lưu ý Hùng là chưa cầm đà giảm. Và cái việc mà tích lũy lại nền 900 là cái việc là hoàn toàn có thể xảy ra ở trong tuần tới, và thậm chí là còn thủng ở dưới nền 900. Chắc chắn là như thế, bởi vì là sau những cái tuần, sau những cái phiên sát thương rất là mạnh như thế thì thị trường của chúng ta sẽ chưa thể cầm ngay được đâu. Sẽ cần có một cái khoảng đệm, cái thời gian đệm để thị trường ổn định lại, lấy lại tâm lý và tiếp tục tích lũy. Thì có những cái tín hiệu tiếp theo thì Hùng Lê sẽ phân tích ở trong cái bản tin tuần tiếp theo. Còn trên chỉ số HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. HNX Index đã không thể vượt qua được vùng Fibo 50, tức là khoảng vùng 107.5 điểm. Và khi chạm về vùng kháng cự này thì HNX cũng đã có một tuần rơi điểm mạnh. Tuy nhiên là điểm tích cực nhất hơn của VN Index đấy là HNX Index vẫn đang nằm ở trong kênh, vẫn đang nằm ở trên một kênh xu thế. Còn VN Index của chúng ta thì đã phá vỡ cái kênh xu thế. Và cái việc là ngay từ đầu bản tin thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta, đó là bên kia sườn dốc là cái gì ạ? Bên kia sườn dốc đấy ạ. Đây 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 là bên kia sườn dốc của chúng ta. Đây là bên bên kia sườn dốc của chúng ta rồi. Đó, những cái gì tốt nhất của thị trường thì nó đã nằm ở bên này rồi, và bây giờ đang là những cái việc mà bên kia sườn dốc. Và cái việc mà thị trường gãy ở vùng 950 điểm ở trong tuần vừa qua là hết sức là nguy hiểm, bởi vì đây là một cái điểm gãy mà cái điểm gãy này nó cực kỳ là nhạy cảm, và chúng ta sẽ phải quan sát lại vùng 900. Nếu vùng 900 mà bị phá vỡ, vùng 900 bị phá vỡ thì đây là một tín hiệu cực kỳ xấu và cực kỳ là tiêu cực của thị trường. Bởi vì cái vùng 900 ở cái nhịp gãy trước nó không nhạy cảm bằng cái vùng 900 ở nhịp gãy này. Bởi vì cái vùng 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 900 ở nhịp gãy này nó rất là quan trọng và nó rất là nhạy cảm, và nó rất là mong manh, nên là cái tuần tới cũng là một cái tuần mà hết sức là thận trọng. Thì trên quan điểm về đầu tư thì chúng ta rõ ràng một điều là cũng có thể tại thời điểm này những anh chị chúng ta đang cầm cổ phiếu cũng khá là nhiều. Những anh chị cầm tiền mặt thì Hùng nghĩ là cũng ít, bởi vì rõ ràng một điều là chúng ta đã bị kẹp ở một cái phần ở cái nhịp liền trước đó, những cái nhịp ở nhịp trước này này. Ở những cái nhịp trước này thì chúng ta đã bị kẹp hàng ngay từ những cái nhịp trước này, và khi những cái nhịp hồi này lên thì chúng ta chưa kịp ra hàng, bởi vì rõ ràng nhịp hồi này thì nó chỉ hồi về về mặt kỹ thuật thôi, và nó chỉ hồi về một số các cái mã cổ phiếu trụ thôi, và nó chỉ hồi về những cái mã cổ phiếu ví dụ như là KBC, ví dụ như là VCG, ví dụ như là ITA, hay ví dụ như PHR, tức là nó có sự phân hóa rất mạnh, và những cái mã cổ phiếu chúng ta cầm thì nó không hồi, và dẫn đến cái việc là khi thị trường tăng nó không hồi thì khi thị trường giảm thì nó lại giảm theo, tức là lỗ cộng lỗ. Thì đấy là một cái thực tế hiện tại ở ở trên thị trường, trong tâm lý đầu tư của nhà nhà đầu tư của chúng ta. Thế thì kết lại bản video điểm tin tình hình thị trường từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12, cũng là tuần cuối cùng của năm 2018, cũng là tuần cuối cùng của 2018.
thì thị trường tuần tới Hùng đánh giá rằng động lực để tăng mạnh nó chưa có, và thị trường của chúng ta sẽ cần thời gian, cần bước đệm để đệm lại cái vùng 900, và cái vùng 900 trở nên là một cái vùng hết sức là nhạy cảm và hết sức là mong manh ở tại vùng này. Còn việc chúng ta đầu tư thì chúng ta mở mua các cái điểm mua mới hoặc là các cái mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị ở trên room. Những cái mã cổ phiếu Hùng khuyến nghị ở trên room thì chúng ta cũng sẽ mua một cái tỷ trọng mang tính vừa phải, mang tính vừa phải, với một cái tâm lý làm sao đó để mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể ổn định tâm lý khi mà gặp những cái biến cố của thị trường. Và những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích mà có những cái điểm nhấn để các anh chị có thể tham gia thì Hùng đã nói ở trên video. Còn trong tuần, nếu trong tuần có những cái mã cổ phiếu nào mà có thể cơ cấu được, có thể là cân nhắc được thì Hùng sẽ chat lên ở trên room của chúng ta. Và cái việc hiện tại là Hùng đang đồng nhất, các anh chị lưu ý là Hùng đang đồng nhất của ba kênh Skype, trên kênh Skype, trên Facebook và trên kênh YouTube. Thì tất cả những kênh đó thì bây giờ sẽ quy tụ về kênh Zalo. Và những anh chị nào mà chúng ta chưa chưa tham gia chưa, chưa tham gia nhóm thì các anh chị có thể chat với Hùng, tại vì là cũng có thể là các anh chị chat ở đây nhưng mà Hùng bận việc hoặc là có thể là nó bị thiếu đi thì chưa add vào room. Còn những anh chị nào mà chưa có Zalo cùng Lê thì các anh chị có thể add Zalo cùng Lê qua số điện thoại 0968 279 ba con số 5, thì để chúng ta cùng tham gia nhóm và cùng cùng xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng thành công hơn, ngày càng vững mạnh hơn. Và chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình, và tuần tới thì đầu tư thành công và may mắn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.